Theo bạn, tiếp tục tôi sẽ làm bài video số 7. Video số 7 ở đây tôi sẽ làm cái module là main menu ha. Là ở đây nó liên quan đến cái dữ liệu đồng. Thế thì dữ liệu đồng của menu. À, thế thì ở đây ta sẽ liên quan đến truy vấn và kết truy vấn dữ liệu đấy, truy vấn dữ liệu ha. Thế thì trong cái main menu này thì ý tưởng tôi á là trong chủ thì ta từ gò giới thiệu từ gò đường link, bài này gò đường link nhưng chỉ có cái này nó là dữ liệu đồng thôi. Do vậy ở đây ta sẽ mở cái module, ta sẽ mở cái module hôm trước ta làm, đó là main menu ra. Thế thì ở đây các bạn bị biết được cái nào là từ gò, do vậy gò đây ta sẽ ghi default chấm asb hỏi à option à, xin lỗi để nguyên thế này được rồi. Hai là gì? Default chấm asbx, ở đây thiếu chữ x ha, x hỏi option bằng bằng giới thiệu ha. Thế thì nó sẽ chạy đến gì, cái giới thiệu này nó sẽ load dữ liệu lên ha. Và ở đây tương tự như vậy, tôi sẽ copy cái này cho cái này ha. Rồi cái này và cái này, được chưa? Do vậy ở đây tôi sẽ sửa lại, đây là sạc nhé, không chưa, còn ở chỗ này là tin tức, từ này là dịch vụ, liên liên hệ ha. Rồi thế thì dữ liệu đồng của ta là đồng ở phần này, thôi ha. Do vậy ở đây tôi sẽ tạo ra một cái điều khiển để chứa dữ liệu đồng, đó là ASB. À, nó có một cái điều khiển đây, ID bằng LT R đi. Đây là tên đây, main menu ha. Run bằng server và các bạn thêm cho tôi cái à, được rồi, đóng lại. Và cái này ta sẽ xóa đi ha, ta sẽ xóa đi. Xóa đi. Đó. Thế thì dữ liệu đồng ta sẽ load lên. View nào này, view nào. View. Nhớ là dữ liệu đồng là ở đây ha. Do vậy ở đây ta sẽ chạy lên. À, thực chất cái này không xuống à. Do vậy ít nhất phải có thì ta mới làm cái này. Do vậy ở đây tôi mặc định luôn là có luôn ha. Do vậy ở đây ta sẽ kích này, đó. Và ở đây xuống ha. Nó xuống nó chưa có. Thế thì ta sẽ sang bên phần code B2 của thằng này. F12 ha. F12 các bạn sang code B2 của nó. F11 thôi được rồi, đây. F12 đây. Thế thì cái này khi mà nó gọi đến cái tập tin này nó sẽ tự chạy. Do vậy ở đây tôi sẽ gì? Load cơ sở lên. Do vậy tôi sẽ sử dụng cái đối tượng mà tôi đã tạo trước đây. Đó là gì đây? Đây, các bạn coi ha. Đấy là đối tượng gì? Quần áo DB contest, quần áo DB bằng new DB contest. Đó, tôi sẽ tạo đối tượng này. Đó. Và tôi muốn lấy dữ liệu, tôi tạo ra một cái biến là list main, tôi đặt tên cho nó có nghĩa thôi, main menu no bằng db chấm. Tôi đang muốn lấy dữ liệu từ bảng category, nhớ là đây là bảng này, còn đây là đối tượng này ha. Đây bảng có s ha, bảng có s ha. Trong mỗi cái này nó, xin lỗi, trong mấy cái này nó chỉnh này là cái tên này đây. Đó, xin lỗi, đâu là nhỉ, đây đó, cây này nó tham chiếu đến cái thực thể này đó. Do vậy ở đây ta sẽ thực hiện đến category s điều kiện để ta truy xuất
để ta truy xuất ra đây là cái gì. Do vậy ở đây ta sẽ where điều kiện tôi sẽ lấy một cái biến hình thức ha, m. Rồi m chấm tôi chỉ lấy những mẫu tin, lấy những mẫu tin mà có parent ID bằng 0, chỉ cho lấy một lớp thôi, cho tôi ở đây không có menu. Và tôi chỉ lấy những mẫu tin có trạng thái bằng true. Và tôi chỉ lấy những mẫu tin mà chưa xóa vào thùng thùng rác true, chưa xóa vào thùng rác. Và sau khi lấy những mẫu tin thỏa mãn điều kiện như vậy, tôi cần sắp xếp order tăng hay là giảm. Đây là tăng, order by là tăng, còn order sinh là giảm. Tôi sẽ lấy giảm dần theo cái ngày đăng, grid up theo ngày đăng, được chưa? Và tôi sẽ tạo ra một cái, trả về một cái danh sách, cái list ha, cái list đó. Và đây là cái danh sách nó là cái biến, và những kiểu dữ liệu là danh sách. Tôi sẽ thực hiện chạy vòng lặp for cái danh sách in, xin lỗi, và item in, đó, cái danh sách này. Và mỗi lần chạy tôi trả về một item, thì item này là một mẫu tin, và tôi sẽ thực hiện tạo một cái chuỗi là HTML main menu. Ban đầu chuỗi này là rộng, tôi sẽ thực hiện chuỗi này cộng với li a đó, và a đóng lại, li đóng lại, và tôi nối với một cái chuỗi này để tạo ra một cái menu ulli ha. Rồi thế thì tôi sẽ lấy hai cái giá trị đưa vào đây. Thứ nhất đưa vào đây là cái tên, và tôi sẽ lấy item chấm, nó sẽ hiện ra cái name là tên chủ đề. Và ở đây tôi cần lấy ra là default chấm asc hỏi option. Ở đây tôi gán nó là tên là sản phẩm, và két ở đây là bằng thì ở đây tôi sẽ có dấu nháy kép, và ở đây tôi cộng, và ở đây tôi sẽ đưa item chấm này, xin lỗi, item chấm link. Đó. Sau khi chạy xong như vậy rồi, ta sẽ có được một cái chuỗi là HTML này. Ta sẽ thông qua đối tượng là LT main menu này, LT ra khỏi này, LT main menu chấm test, ta sẽ gán nó bằng HTML menu, và ta build lại. Rồi ta chạy lên. À, chạy lên chưa có gì, ta sự thử này. Ta vào trong cơ sở liệu, ta edit, và ta thêm một cái, ví dụ ở đây là sản phẩm đây, chủ đề là gì? Thời trang nam, thời trang nam
4 nó là 0, nó xếp ở vị trí số 1. À, cái này ta có order by nữa. Order như vậy đây gì? Name, ví dụ là icon, để trống, keyword là thời trang nam. Thời trang nam ha. Và ngày hôm nay là ngày tạo nó nha. Chủ. Chủ. Biết thông tin à, nó qua được này. Chạy và ta có được một mục tin. Và ta chạy lại bên này các bạn sẽ thấy này. Đấy. Và ta kích xuống, đó có một mục tin ở đây và kích chạy ra đây. Đó. Do vậy ở đây ta chỉ lấy những chủ đề ở cấp 1 thôi nha. Cấp 1 có nghĩa là bố nó bắn. Này, ví dụ trong này tôi sẽ tạo ra thêm một số thứ nha. Thời sang nữ. Thời sang nữ ha. Không. Hai. Nun nun. Rồi, cái nun cho nun đi. Một. Grid add là một nha. Rồi. Rồi mấy cái này chọc tôi cho nun đi. Chủ. Chủ. Rồi, được cái thứ hai ha. Run. Được cái thứ hai. Thế thì giờ cái này tôi lại mong muốn nó là con của cây một. Con của cây một. Con của cây một. À, ví dụ là xin nam. Quần xin nam. Xin nam. À. Đây, ở đây quần xin nam. Rồi. Rồi ha. Rồi ở đây tôi bỏ trống luôn ha. Đây tôi sẽ tạo ra nó bằng chủ. Chủ. Rồi các bạn chạy. Và ta thấy này, ở đây nó có 3 mục tin nhá, có 3 mục tin, 3 mục tin này. Nhưng cây này không ra. Là đúng. Dạ. Yeah. Chỉ có hai cái cấp này thôi. Do vậy ở đây ta thấy một cái vấn đề, ví dụ trong bài này thì cái order này nó không có nghĩa gì hết. Do vậy khi làm các bạn đổi lại cho tôi một chút xíu ở đây. Đổi lại cho tôi một chút xíu. Đó là order by. Không phải theo cái ngày tạo mà theo cái order này. Được chưa? Do vậy ta sẽ build chạy lại này. Build này. Build chạy lại này. Đó. Và ta sẽ chạy cái này lên. Thì hiện tại là thời trang nam là 1. Cái này là 2. À, cái này là 1. À, giờ đổi lại này. Cái này là 1, cái này là 2. Ồ, theo thứ tự giảm dần. Do vậy ở đây ta đổi lại là gì? Sai, ở đây ta sẽ đổi lại là theo thứ tự tăng dần là order by thôi. Order by thôi. Thế thì ở đây nó sẽ khác lại hẳn. À, à chạy lại này. Giờ hiện tại là nữ và nam. Nó hiện là nam và nữ ha. À. Nam bằng à, đó là xong. Xong cái menu này. Được chưa? Và tương tự như vậy ta cũng làm menu này. Nhưng menu này nó có khác một cái đặc điểm. Đó là menu này là đa cấp. Menu này tôi chỉ loạt một cấp. Đây một cấp. Không có cấp thứ hai gì ở đây hết. Đây. Menu một cấp đây. Đó.